Quang Phạm Trình kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Quang ghé thăm nhà của anh Bình với chị Hồng nè. Sáng hai chồng mà làm cơm ăn hay vậy? Quá xá rồi. Ôi chào cả nhà. Anh Bình nhà, nhà nó coi như nhã. Khỏe chưa chị Hồng? Mới thứ bảy mà đám cưới được chưa? Mới vô nước biển nè. Mới vô nước biển hả? Thấy con người mà khỏe chưa? Khỏe rồi. Khỏe rồi ha. Thấy chị Hồng khỏe là nghe nói khỏe là vui rồi anh Bình ơi. Ừ. Nay làm món gì ăn hả? Anh đi chợ giờ anh thèm ớt nè, mua ớt. Ớt ha. Này là mới thấy là được cuộc sống thường ngày của gia đình mình nè. Này là ớt làm gì anh Bình? Xào xả hả? Xào xả với anh chấm với chuối hả? Chuối chát nè. Chuối chát ha. Ừ. Chị Hồng ra bầm giùm anh ơi, tiếp lột ra đi anh bầm. Chị Hồng mà có được anh Bình gì là quá quá tốt rồi. Chanh là mình chà cho nó ấy anh Bình. Cho nó sạch đây. Sạch thấy không? Muối rồi. Nghe nói là ăn được mừng, đồ ăn này mừng ghê. Đúng rồi, chị Hồng mà đồ ăn được là mừng lắm đó. Thứ bảy là phải khỏe là mình mới làm đám được chứ, mới vui vẻ được chứ. Khỏe rồi phải khỏe gì, ngày nào cũng đi vô lắm chị. Cái bữa thứ bảy đó là hỏi cái trạm đó rồi 6 giờ ta thức. Yeah. Anh chị tranh thủ là vô hai chai nữa mình đi. Hai chai thì cũng 8 giờ được rồi. Có hỏi bác sĩ rồi. Mình phải cố gắng ăn thua mình em ơi, để không phụ lòng khán giả. Đúng rồi. Cố gắng như lắm đó. Yeah. Này cái này ngủ dưới đây này ha. Cái này anh ngủ đây hả? Ngủ cái giường. Dạ. Ngủ lần sáng ăn sớm, bóc đi sớm. Dạ. Yeah. Nhiều mấy em qua. Tới ngủ cái giường nào? Giường này hả? Giường này nè. Để khi nào rảnh rỗi có người tiếp. Đúng rồi, đúng rồi. Được ra được. Thì cũng cái chị bữa cho nè, ấy đã nói là cái giường này không để đây được, để lại chỗ cũ á. Thì nước rảnh rỗi cái mình đó, đó, mua đầy đủ hết rồi ha. Dạ. Nè, mua gối niệm ga gì mới hết trơn ha. Im luôn. Cuộc sống giống như vợ chồng son vậy ha. Chị Hồng. Vậy thôi chứ. Giống như vợ chồng son vậy hả anh? Cái này còn hơn son nữa. Hơn son nữa hả? Giữ vàng hả? Dán 1 phút là không được nữa. Đúng rồi. Anh Bình thì rửa ớt. Còn chị Hồng thì bầm xả. Bữa nay khỏe rồi đó anh chị, cô bác ơi cho mình thể dục xương xương một chút vậy đó. Dạ. Cho nó khỏe người. Cái này là sáng mà chị Hồng đòi ăn ớt xào xả ớt hả chị Hồng? Dạ. Thèm. Thèm ha. Gắng ăn chị Hồng ơi. Đặng có sức khỏe. Ăn đồ này được. Mình chuẩn bị tới ngày vui rồi. Nôn, hôm nay đến là bữa nay đến là đặng tụi em bàn bạc cái vấn đề mà mình làm cái bữa tiệc đó, mời ai sao đó. Tại mình tới 3 bàn lận. Là tới 30 người lận đó. Ba bàn là tới 30 người lận. Cái này mua hết nhiêu ớt anh Bình? Cái này 1 ký 90 ngàn mà nó 1 ký mốt là 91 ngàn, tôi bớt luôn 90 ngàn thôi. Dạ. 90 ngàn ha.
Dạ. Trong ớt đồng để ớt này ớt nuôi ha, ớt nuôi ha. Ừ, ớt nuôi. Dạ. Yeah. Mình mần kỹ được em. Dạ. Yeah. Chanh đó em thấy anh mua chanh muối không? Đúng rồi, anh mua. Mình. Em thấy anh mua chanh để mà trà đó. Ừ. Cuộc sống của vợ chồng Son nè. Thấy không chị không? Chống vợ chồng Son. Em cũng đặt là đặt món người ta gửi món qua hết đó, đang hỏi em cho anh coi món nha. Nhiều lắm. Món đồ là chị nhà hàng Hương Quê đã gửi món hết rồi đó. À. Sáng anh Bình với chị Hồng ăn gì chưa? Ăn rồi. Hai người ăn cơm có quay đó. Rồi. Quay đi qua cho tầng coi tầng cũng mừng. Tầng cũng mừng dùng thấy ăn. Hai đứa ăn có dĩa cơm hả? Ừ, ăn dĩa. À mà không hết nữa. Trời ơi. Anh cũng sao không mà cho chị Hồng một tô cháo thịt hay gì? Thịt tại bằm hay gì? Cái miệng thích ăn cái gì là ăn cái đó vậy đó. Ừ. Ăn mới vô cũng như thịt đùi này không ăn, thịt bò cũng ăn mà phải ăn hết vậy đó. Ừ. Để cái gì cũng quý mừng em ơi. Đúng rồi. Hôm nay là cái bao tử nó chịu thích ứng cái đó rồi đó. Dạ. Đúng rồi, mình cuộc sống hàng ngày của vợ chồng mà khán giả nhiều khi ta cũng mua cục một dân nghệ thì lúc nào không lòng mình khỏe cũng có dân nghệ hết. Thấy chị Hồng lúc nào cũng dân nghệ đi. Giống như cái nó thấm vô máu. Chị biết ta hát mà giúp chị còn nhỏ xíu á. Dạ. Ta ổng thương lắm. Dạ. Yeah. Ổng thương cũng hồi đó ta cũng máu dân nghệ đó. Dạ. Yeah. Máu dân nghệ lắm thấy không? Ba mà nhờ ổng còn sống mà ổng nhiều ổng mừng lắm. Dạ. Con gái mình nhiều cũng còn lắm luôn. Dạ. Mình làm mình chà thì mình cái tay mình nó hết nhớ các em. Dạ. Yeah. Còn cái sản phẩm của mình nó đã ra được rồi đó. Dạ. Yeah. Này anh cũng học của mấy người lớn tuổi rồi. Anh Bình làm đồ ăn ngon hơn Bình? Được lắm. Được ha. Từ ngày xưa mẹ anh Bình đã tai biến đó. Dạ. Yeah. Anh lo cho mẹ anh nấu không à. Dạ. Lúc đầu cũng thất bại em ơi. Dạ. Yeah. Rồi ngày dạy ngày. Đúng rồi. Nấu cũng 3-7 anh mua. Anh biết nấu cho còn em thì thua rồi. Em đi làm hoài em đâu có thể đâu biết. Dạ. Cái bếp này nó ngộ lắm, lúc đầu làm thì cũng thấy không có thành công đâu. Đúng rồi. Từ từ mình nó quen. Cái gì vậy mày phải đam mê mới được anh Bình ơi. Phải đam mê thì nó mới thành công được. Phải chờ qua nước là nước nóng sơ qua cái này mới được. Nha. Yeah. Mình mới ra cho ra sản phẩm. Chế độ này tên em sôi sôi là tắt lửa liền cho anh nha. Em gần trước nấu ha. Bên đó là em ngay chỗ này nè. À. Ngay chỗ dưới tủ lạnh đó. Nha, yeah, tủ lạnh ha. Ừ. Bình thương chị Hồng quá. Mấy ngày giờ anh cũng biết làm nhưng mà không có khéo. Đúng rồi. Chứ bệnh hoạn rồi làm chi nó bệnh đi. Dạ, với chị Hồng giờ cũng đang bệnh nữa. Xong đợt này là anh Bình phải chăm chị nhiều vô để mà cho chị khỏe. Anh nghỉ anh không có đi làm đó. Dạ. Xin cháu với mấy người chủ chị mình đó. Dạ.
nhưng mà làm cho nó hết luôn đi em ơi. Đúng rồi. Mình mà nó bệnh mà để bệnh lịch nó trúng lại nó nguy hiểm. Dạ. Giống như là chị Hồng bây giờ khoảng trẻ gà mà khoảng 10 tuổi nó chắc tình yêu thấm thiết dữ lắm mà chị Hồng. Ha. Rồi cần gì trẻ em vậy chị? Chừng nào anh tình thương mà tình thương mến thương ha. Dạ. Cần gì khỏi trẻ. Anh thương chị lắm. Dạ. Yeah. 2 3 năm rồi, năm nay nữa mà 3 năm mà. 3 năm rồi ha. Ừ. Nhưng mà người ta không biết người ta nữ quán thôi. Mình thương mình nói mình thương mình. Dù mình giấu cũng mình cô bác ở đây ta cũng biết mình có đi chung cần gì phải giấu. Đúng rồi. Thì thật chất đó, nhiều người ta cũng không biết ta nói này nói nọ mà thôi đi. Mình cái hai người cũng đã quen nhau cũng đã 3 năm mà đâu có ít đâu. Ừ. Tình cảm 3 năm cũng đâu phải là chuyện nhỏ, đúng không? Mà cũng dài thì cũng không dài thiệt nhưng mà ngắn cũng không ngắn nữa. Hết thì chứ thấy gì chứ bổ lắm á. Ừ. Chị ăn được là thấy máu, sức khỏe lên. Máu ta đang lột đấy. Dạ. Những con cái này mình không được đồng thôi. Dạ. Thôi ít đồng ít nuôi gì cũng là ít thôi. Mình về mình chế biến ăn thua mình cái gì cũng là mình thôi. Dạ. Ít đồng ít nuôi gì cũng là ít mà đâu có quan trọng đâu. Sáng cho bà cụ ăn bún rồi ha. À. Đây nè bà cụ nè. Có ngày bà cụ ngồi đây không vậy đó ha chị Hồng? Mẹ ngồi đây á. À. Mẹ 94 tuổi ngồi đây nè. À. Có anh á, mấy cậu á thì ở ngoài Bình Thuận á. Dạ Bình Thuận ha. Lê Xanh, Lê Số, Lê Xạ. Dạ. Là ba người là anh em với mẹ đó. Dạ. Lê Xăm, Lê Số, Lê Xã. Mẹ thì Lê Thị Diễn. Dạ. Mấy cháu con trên mạng á, thấy thấy cô, thấy mẹ rồi mấy cô, mấy em cũng mừng. Dạ. Mấy mẹ còn khỏe, mấy em cũng mừng. Dạ. Lê Xăm, Lê Số, Lê Xã, mẹ Lê Thị Diễn. Đây mình chụp ra mà. Có còn người anh ở ngoài lẩu xã nữa kìa. Lẩu xã ở ngoài này ha. Vườn này nè. À lẩu xã. Anh ruột á. Anh ruột ha. Có hai em nè. Dạ. Anh ruột chị cũng khá không? Trời ơi, cũng khổ đó. Không có vợ con gì không? Có một vợ với một nhỏ gái nha. Nó theo ra dạy lớp 10 mà nó có chồng, có con nè. Dạ. Con đi. Mới ăn sau nơi nè. Dạ. Yeah. Không có đứa một đứa con mà hả? Ừ. Dạ. Yeah. Có đứa con gái thì nó có chồng. Dạ. Yeah. Mới ăn xong rồi mấy đứa này. Dạ. Yeah. Có mời chị không? Có chứ, cô Út mà. Cô Út mà hả? Lúc đó anh Bình chở chị hay gì? Ừ. Rồi đang làm cái kia chổng hồi quên không? Anh Bình làm rồi hả? Ở nhà mua đó nhà con nước. Đi chợ thì nhỏ là ảnh làm ảnh đi ảnh nấu ơi nữa mà. Dạ. Yeah. Làm gió giờ luôn. Dạ. Yeah. Ngoài gì trực tiếp thì người cho mấy con có cậu á thấy mẹ. Đúng rồi, thấy bà cụ cho biết bà cụ khỏe. Ừ, biết mẹ khỏe chứ giờ đi làm sao mà đi được. Đúng rồi. Đi không phải dễ đâu. Dạ. Yeah. Mẹ là Lê Thị Dĩ á. Ừ. Tôi là Chính Dĩ á. Ừ. Quê ngoại ở Quảng Nam Đà Nẵng. Cậu Út là Lê Sơn. Còn cậu ba thì Lê Số. Cậu tám thì Lê Xạ không mẹ? Cậu tức là mấy người mà em của mẹ của chị ha. Em hay anh? Một cậu tám á thì Lê Xạ là anh. Dạ. Yeah. Cậu ba là Lê Số cũng anh. Dạ. Yeah. Có cậu Út á là Lê Sơn. Dạ. Yeah. Số 11 đó mẹ, còn Út là số 11 đó. Dạ. Còn gì mà nhỏ tâm lắm. Dạ, ở ngoài Bình Thuận á ha. Cái đó ở ngoài miền Trung. Miền Trung ha. Miền Trung. Dạ. Miền Trung nhưng mà ở Bình Thuận. À. Ở Bình Thuận là hai cậu. Dạ. Cậu Lê Số, Lê Xạ. Dạ. Cậu 3 với cậu 8. Dạ. Cái gì chứ bà cụ còn minh mẫn ghê ha.
biết mẹ nhớ. Mẹ đẹp lắm nha. Dạ. Yeah. Đi nhờ nè. Giờ luôn ha. Ừ, nhớ chú đẹp lắm. Dạ. Yeah. Dịch mà cụ biết khỏe rồi. Con mấy cái kháo gặp mẹ trên mạng nó mừng. Dạ. Yeah. Con gọi ngon lắm. Dạ. Yeah. Anh Bình đang làm đồ ăn cho vợ, đang sợ đó. Anh Bình đang làm đồ ăn cho vợ ha. Bài bán dữ rồi ta. Mình phải trần ra rồi nè. Trần lửa cho nó lấy. Không có tâm với mình giữ được nhiệt độ lâu. Đúng rồi. Trời nóng rồi nên nó hầm lắm. Dạ. Yeah. Có thể ăn kỹ 2-3 ngày. Dạ. Yeah. Bài bán vậy mới được chứ. Mình cứ làm công việc thường ngày đi. Dạ. Yeah. Mấy em mà chủ yếu là quay cuộc sống thường ngày của cặp vợ chồng son thôi. Cặp vợ chồng son. Nghe không? Quý cô chú anh chị, đây anh Bình đó thì hàng ngày ảnh cũng vô chăm sóc chị Hồng nha. Đó, đây là cuộc sống của vợ chồng son. Bữa nay thì nghe nói là chị Hồng thèm ăn ếch, sờ sở ớt. Nên là anh Bình mua thì làm cho chị ăn nè. Cho chị có sức khỏe để mà chuẩn bị thứ bảy này là lên dĩa rồi. Thứ bảy lên dĩa. Lên dĩa là mình làm cô dâu đó. Cái ớt này mình em biết sao nó thì cái loại cái đà của nó là vậy rồi. Yeah. Mình tái chế kỹ cái gì cũng là mình ha. Nói được. Chung là do cái năng lực cái đầu bếp đó, mình cái mà mình biết cách chế biến hay không thôi. Anh cũng học hỏi nha. Yeah. Học trên mạng rồi học mấy người chị. Yeah. Mấy người chị lớn thấy mà làm cũng đồ ăn cũng ngon. Yeah. Ôi chào con. Ừ. Vô đây nè. Ngồi với vợ kìa. Ủa chị chồng kìa. Hôm nay làm gì ạ? À, đang bữa nay vợ mình thèm ớt. Mình đi chợ sẵn vô nước biển xong ghé chợ xào ớt cho ấy nghệ được ăn với chú Chát đơn giản thôi, bồ dưỡng cho bán dưỡng cho vợ mình được. Thứ bảy là lên dĩa mà lên dĩa rồi. Thì báo này khỏe ha, bán nhiều rồi. Ừ. Rồi tối có cấy chưa? Không ạ. Không cấy thôi, đừng cấy nha trời, để thứ bảy là lên dĩa cho nó cho không nó khỏe mạnh nha. Thứ bảy này ăn sẽ nhà không em ơi, dữ vậy. Nên thứ bảy này em chỉ anh sẽ lên xe bông. Xe hoa. Xe bông. Thứ bảy này anh với em lên xe hoa. Lên dĩa. Đó, anh đi chợ về cô nước anh làm cho mình. Dạ. Anh không có mắc lỗi phải gì chứ. Dạ. Nghĩ đâu mà không có sao. Đúng rồi, vậy rồi quá thương còn gì nữa. Vô cơm luôn hả?